Mua Xiaomi, Realme tặng bảo hành vàng toàn diện, cả nguồn, màn hình, vân tay trong 12 tháng, duy nhất tại điện thoại hay.vn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh công nghệ, mình là Admin Kha đây. Ngày hôm nay thì mình đang có trên bàn đây là chiếc Redmi Note 11 Pro và hộp của nó đây. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ làm về những cái điểm so sánh một tí so với lại cái chiếc Redmi Note 11S để xem rằng là hai con này cái sự chênh lệch khoảng vài trăm nghìn như thế thì con nào đáng mua hơn các bạn nhé. Trong video ngày hôm nay thì sẽ không có cái chiếc Redmi Note 11S để so sánh, nhưng mà nhìn chung thì thông số nó đã quá rõ ràng rồi và trải nghiệm thực tế về mặt test game mình cũng đã có video trên channel của Chương Dê hết rồi, nên là các bạn có thể tham khảo bằng những video đó nhé. Video này thì mình sẽ nhắc lại với những cái trải nghiệm đó. Đầu tiên ấy, đó chính là về mặt thiết kế của chiếc Redmi Note 11 Pro này. Rõ ràng đây là một cái form thiết kế mình thấy là rất đẹp, với cái phần khuôn viên phẳng này. Mặt trước mặt sau thì nó cũng phẳng, mặt trước thì nó sẽ hơi bo cong hơn một tí, là nó ở cái phần viền đây là nó sẽ có bo cong 2.5D và nó có thêm một cái G lồi lên nữa. Đây là một điểm mà nó đã đánh mất đi cái sự liền mạch của cái chiếc Redmi Note 11 Pro này. Phần mặt sau là phẳng rất là đẹp, nhưng mà phần mặt trước thì nó kiểu nó cứ bị sao sao đó các bạn ạ. Trong nó sẽ không hoàn toàn là ăn nhập với cái form thiết kế tổng thể trên cái chiếc máy này. Đi kèm với đó là chúng ta sẽ còn có đó chính là một cái phần màn hình cũng được nâng cấp hơn về mặt kích thước. Thay vì 6.43 thì nó sẽ đổi thành là 6.67, và cái tần số quét màn hình được nâng lên là 120Hz thay vì là 90Hz như là trên cái chiếc Redmi Note 11S. Thì đây là một cái phần thông số giúp củng cố chiếc máy này hơn nữa so với lại cái chiếc Redmi Note 11S. Thường thì nếu như chúng ta để ý thì với những cái sự nâng cấp này, nó là một cái phần mà giúp cho cái chiếc máy Redmi Note 11 này nó đáng mua hơn Redmi Note 11 Pro. Và mặt lưng của cái chiếc máy này thì nó sẽ được hoàn thiện từ kính, cũng là một cái phần nâng cấp hơn nữa so với lại cái chiếc Redmi Note 11S. Như vậy thì giờ đây cái mức giá của con này nó hơn 6 triệu, còn đối với lại cái chiếc Redmi Note 11S nó sẽ là khoảng hơn 5 triệu rưỡi. Thì nhìn chung ấy, cái khoảng trên đó mình nghĩ rằng là nên nâng cấp nếu như chúng ta muốn có một cái màn hình lớn hơn, rồi là tần số quét cao hơn đó, và một cái form thiết kế nó đẹp hơn như thế này. Còn về phần hiệu năng thì sao? Hiệu năng sẽ là một điểm rất là đáng nói khi mà cái chiếc Redmi Note 11 Pro này cũng được trang bị cùng con chip với lại cái chiếc Redmi Note 11S. Tuy nhiên thì cái chiếc Redmi Note 11S nó cho ra một trải nghiệm vô cùng mượt mà và nhiệt độ thì mát mẻ. Còn con này không hiểu tại sao nó lại nóng lên rất nhanh và có hiện tượng lag rất nhiều trong quá trình mà mình test game. Nó thiếu đi một cái sự ổn định rõ ràng hẳn so với lại cái chiếc Redmi Note 11S luôn. Cảm giác như là một trời một vực vậy các bạn ạ. Và điểm số của cái con Helio G96 trên con này ấy, thì nó cũng thậm chí mình cũng không hiểu tại sao, nhưng mà nó lại thấp hơn con chip Helio G90T tầm khoảng 70.000 điểm GPU thôi. Đây là một điểm mình thấy rất là đáng tiếc trên cái chiếc máy này, mặc dù là sử dụng cùng chung con chip. Không biết là do cái phần mềm quản lý nó can thiệp vào hay không. Hiệu năng là một điểm rất là đáng nói. Nếu như các bạn mua về chơi game thì các bạn sẽ thất vọng ngay, thật sự luôn. Đó, và ở đây thì chúng ta sẽ còn có đó chính là một cái phần camera giống y hệt, cũng 180 megapixel. Các camera cảm biến phụ thì cũng giống thông số y chang nhau. Camera selfie cũng thế, cũng có được một cái lo kép có âm lượng to. Tại vì con này thì nó sẽ có cái lỗ khoét ở đây mà, nên cái phần lo phụ này nó cũng sẽ có âm lượng khá là tốt hơn so với lại một số các chiếc máy trên thị trường mà nó sẽ tích hợp thẳng vào bên trong cái phần lo thoại này. Đó, cảm giác nó bí bách lắm. Còn con này thì nó sẽ có một cái loa riêng luôn này, có những cái lỗ đục riêng luôn. Đó, và cái phần trải nghiệm cầm nắm trên con này thì mặc dù là nó đi theo cái hướng phẳng nhưng mà cầm nắm thì nó cũng rất là tốt. Đấy, thiết kế cũng là kính mờ mà, trông cũng flagship phết đấy. Chỉ có tiếc nổi là nó chỉ là cái khung viền nhựa thôi. Và còn về phần pin thì nó cũng sẽ có dung lượng là khoảng 5000 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 67W. Như vậy là công suất sạc nó đã gấp đôi so với lại cái chiếc Redmi Note 11S. Và ở đây thì với cái công suất gấp đôi như thế, nó chỉ mất khoảng 15 phút để sạc được 50% pin trên cái chiếc máy này. Như vậy là một cái trải nghiệm nó cũng gọi là khác hoàn toàn so với lại cái chiếc Redmi Note 11S đó các bạn nha. Đó, tóm thế lại nhé, thì con này nó sẽ hơn cái chiếc Redmi Note 11S ở chỗ thiết kế đẹp hơn, chất liệu cao cấp hơn với mặt kính, rồi là chúng ta sẽ có một cái màn hình lớn hơn, tần số quét cao hơn, và về cái phần sạc thì nó cũng sẽ nhanh hơn. Đó, thì với cái khoảng mức trên 500.000 đó thì mình thấy nó là hợp lý. Nhưng có một điểm là chúng ta phải khựng lại để suy nghĩ rằng là liệu chiếc máy này có đáng mua hay không, đó chính là về phần hiệu năng của nó.
Nói chung là trải nghiệm thực tế bình thường mình thấy nó rất là mượt mà, nhưng mà không hiểu tại sao vào chơi game thì nó kém một cách rõ rệt so với cái chiếc Redmi nó 11S, mặc dù là có cùng con chip như thế. Điều này mình vẫn chưa lý giải được. Hy vọng nó chỉ là về mặt phần mềm, để trong tương lai Xiaomi chỉ cần là up thêm một cái phần mềm nữa cho con này là nó khắc phục được ngay. Vậy còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc Redmi Note 11 Pro này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.